Một cái này ra anh chùm bông vậy cái nó bắt đầu ra cái đọt nó non nè. Cái đọt này. Mỗi ngày má đi ra thăm cái vườn bông của má là hết á nửa ngày rồi. Vui chứ giờ ta hỏi mẹ xíu này mình nếu mà ngồi trong nhà hoài chịu gì nổi. Hi, hello, xin chào các bạn nha. Sydney hiện giờ bị lockdown hôm nay cũng 2 tháng rồi. Cũng không có đi đâu ra ngoài được. Và bây giờ ở nhà mình khoe cái vườn bông của má mình. Cái chỗ này là cái chỗ mình mới vừa làm lại khoảng chừng 2 tuần nay thôi. Nên hình thử ra mình trồng lại. Với lại hơn nữa hiện giờ ở đây nó là mùa đông. Nên hình thử ra lúc mà mình trồng xuống thì nó không được xanh tươi lắm mà nó héo hết trơn rồi. Nhưng mà khoảng chừng một tháng nữa là bắt đầu chỗ này là xanh tươi lại. Đây là cái hoa anh đào đây. Cái hoa anh đào mà má mình trồng là cũng 5-6 năm rồi. Và cái vườn hoa anh đào ở đằng đây. Năm rồi cũng tháng này thì ở Úc nó ở Sydney có một cái vườn hoa anh đào nó kêu là Japanese Garden. Thì mình có chở má mình và con gái mình tới đó để lần mà coi cái vườn hoa anh đào. Thì lúc đó cũng là bị dịch Covid. Thì quay lại thì Covid nó cũng năm mấy nay rồi. Thì lúc đó thì không có lockdown. Nhưng mà tại vì ở đây người ta kêu là hạn chế đi lại. Người ta không có lockdown, người ta không có cấm. Nhưng mà những cái công viên chẳng hạn như cái công viên Nhật Bản đó thì người ta đóng cửa rồi. Nên thành thử ra lúc đó mình tới đó mình định quay những cái vườn hoa anh đào cho các bạn xem. Thì nguyên một cái công viên lớn thật là lớn. Có hồ nước này kia nọ rất là đẹp. Và người ta trồng những cái hoa anh đào thứ này đây. Cái thứ này nè. Rất là nhiều luôn. Là đẹp lắm. Người ta có làm những cái nhà thủy tạ rồi những cái hồ nước này kia nọ. Thì mình chở má mình và con gái mình tới đó định quay xe cho các bạn xem như thế nào. Nhưng mà rất tiếc đó là mình tới đó thì người ta đóng cửa. Thì tới tại vì nằm ngay cái mùa hoa anh đào nở nên là thử người ta sợ nhiều người tới đó rồi cái nó lây bệnh này kia nọ đó nên người ta đóng cửa. Thì qua tới hết cái mùa hoa anh đào thì người ta mở cửa lại. Thì người ta mở cửa lại thì lúc đó mình đến thì cũng toàn là cây không à. Nó rụng hết rồi nên là thử ra cũng không còn cái gì để quay cho các bạn xem. Thì năm nay mình cũng định là tới mùa hoa anh đào tới đó mình quay cho các bạn xem cái công viên Nhật Bản như thế nào. Nhưng mà tình hình này thì giống như cây hoa anh đào ở phía sau lưng của mình đây thì bây giờ nó đã nở rồi mà bây giờ lockdown là kéo dài thêm một tháng nữa nên cái cây này khoảng chừng một tháng nữa thì nó rụng lá hết rồi. Thì lúc đó mà có dỡ bỏ lệnh lockdown đi nữa thì mình nghĩ ở cái vườn hoa Nhật Bản nó cũng không còn cái gì nữa để đăng mà quay. Nên bây giờ mình xin chia sẻ mình quay là cái vườn hoa của má mình ở nhà. Đây, cái này là ở trước cửa nhà của má mình á. Như các bạn xem thấy, đây là trước cửa nhà của má mình này. Đó. Sáng bà thường ra đây để đăng mà... Hồi sáng giờ má mình nói là ra đây cũng cỡ chục lần rồi. Bà nói vậy á. Nhưng mình nói thôi chờ khi nào mà bớt gió, ít gió thì hãy ra. Giờ nắng mà nhưng không có gió mới được. Như các bạn thấy gió dữ lắm. Nó đứng đây mà gió rung dữ lắm. Và đây là cái cây mai. Cái này là cây mai của Úc. Hồi đó mình cũng có quay một lần cho các bạn coi rồi. Mai này không phải mai tứ quý. Tại vì nó tới 5 cánh lần. Ở đây người ta kêu là mai rừng của Úc á. Thì cây mai này. Và bây giờ thì các bạn nhìn thấy như vậy đó ha. Khoảng chừng 2 tuần nữa là nguyên cái cây mai này á, là coi như là rực hết. Nhìn thấy toàn là bông không. Thì nói nào ngay là không phải là nó tự nhiên như vậy. Mà má mình ra đây bà thường bà ngắt mấy cái lá bà bỏ đi. Bà chỉ chừa lại mấy cái bông thôi nên thử ra. Khoảng chừng 2 tuần nữa là nguyên cái cây mai này là coi như là vàng hết trơn. Rất là đẹp luôn. Thì thường cây mai mai này thì nói nào ngay là nó có bông quanh năm. Nhưng mà cái mùa
vừa hết mùa đông á, mùa lạnh mà bắt đầu nó ấm dần lên á thì là bắt đầu nó sẽ chỗ bông nhiều hơn là bình thường. Đây là cái sân trước của nhà má mình đây, đó. Ở trước cửa nhà. Đó, bà trồng xoài, trồng xoài, trồng nhãn, cái gì bà cũng có trồng hết trơn á, cứ mỗi thứ một chút một chút một chút. À, nên tới mùa nào là có trái cây mùa đó. Nó không nhiều mà nhưng có. Và có trồng ổi, cái nhãn và cái dằn thanh long này. Tới mùa thanh long là coi như trái ở đây nó đỏ hết, từ trên xuống dưới, rất là đẹp luôn. À, thì lockdown không có chuyện gì làm thì cứ ở nhà, cứ đi ra trồng cây, cứ đi vòng vòng như vậy đây. À, hôm nay mấy tuần lễ ở nhà coi như lockdown, người ta hạn chế đi lại nên mình cũng làm vườn nhổ cỏ hết ở đây, đào lên hết rồi mình trồng lại, nên hình thử ra nhìn nó hơi sơ sát. Như các bạn thấy giống như cái chỗ này, như cái phía sau lưng mình đây, đây mình đào hết tại vì nó cỏ nhiều quá không thể nào nhổ cỏ được nên mình hốt hết đất ra. Bắt đầu cái mình mới lượm mấy cái củ cỏ ra, xong bắt đầu mới cho vô trở lại, nên hình thử ra mình trồng xuống trở lại thì nó bị hơi sơ sát, nhìn nó vàng vàng nó. Nhưng mà cỡ chừng một vài tuần thì bắt đầu chờ ấm lại là bắt đầu chỗ này là xanh tươi lại. Tới lockdown này thì mình mới hiểu được là mình thấy thương cho những người mà ở thành phố, ở Việt Nam ha. Tại vì nói nào ngay ở đây á, mang tiếng là lockdown thiệt. À, nhưng mà mình cũng nhà phần nhiều, nhà đất ở đây á, thì nó rộng lắm. À, miếng đất nhỏ nhất thì cũng 600 mét vuông, còn nhà này á, thì tới 900 mét vuông. Nên dù sao đi nữa thì ở đây mà nói mà có lockdown đi nữa thì mình cũng có một cái sân ở phía trước cỡ 100 mét vuông tới 150 mét vuông ở đằng trước, rồi chính giữa là nhà, rồi phía sau người ta có thêm một miếng đất rộng nữa, thì tại vì miếng đất rộng lắm, qua cái nhà, cắt cái nhà sau này rồi qua phía sau nhà phía sau nữa, nên thành thử ra nói là lockdown không có cho ra ngoài, nhưng mà ở đây mình cũng có thể làm vườn, mình có thể ở trong nhà nếu mà mình muốn làm á, là có chuyện làm, làm suốt à. Có nghĩa là hết trồng như má mình đây, thường thường rau cải ở nhà là không có mua gì hết trơn á, từ sả, tỏi, bất cứ cái gì bà cũng trồng ở nhà hết rồi, từ rau thơm, bất cứ cái gì. Phần nhiều á là không, mình ở nhà không có đi shop, mà má mình phần nhiều là tự trồng lấy. Bà cứ đi ra, bà cứ ra đây rồi bà trồng coi như là đây, má mình ở đây, đây mình mới nói đây, mình ở đằng trước, bà đi ra đằng sau và bà ở trong đây. À, bà cứ lủi thủi, bà cứ đi ra phơi nắng xong rồi cứ làm cái nhổ cỏ trồng cây, bà thấy được cái cây nào là bà bứng lên bà trồng cái cây đó. Má đứng ở đây mà con đâu thấy má đâu. Thấy không? Nhổ cỏ à? Đó, má mình ở phía sau đó. À, thì nhà tới mùa nào thì mình trồng cây mùa đó. Đây là cái dây chanh dây. Hồi đó mình làm cái vàng này là để trồng bầu đây. À, mà nhưng mà nó bây giờ mùa đông mình chết hết rồi. Sang năm mình sẽ trồng bí, trồng mướp. Rồi đây ở đây là cho các bạn coi đây. Đây là cải bè xanh đây. Đó. Nhiều lắm. Nên ở nhà mà có ăn cá kho, thịt kho gì đó thì cứ ra mà nhổ lên ăn, mình ăn bao nhiêu thì mình nhổ lên lấy bấy nhiêu thôi. Nhà cũng có buồng ngót, coi như là bất cứ cái gì cũng có ở nhà, không có đi shop, không có mua đồ. Còn cái này là buồng ngót, tại vì chờ sắp sửa vô hè rồi đó, nên mình cắt mấy cái nhánh buồn ngót ra, mình ngâm ở đây cho nó mọc rễ ra, rồi bắt đầu chờ ấm lên rồi bắt đầu cái mình trồng lại đó. Thì bây giờ mình giới thiệu, mình đi một vòng là cái sân nhà của má mình như thế nào đó. Đó, đây là cái vàng thanh long, đằng kia một bụi, ở đằng trước một bụi,
ở đó một bụi, ở đây một bụi. Nhưng mà cái bụi này á, là tại mình muốn xen kẽ là hồi năm rồi mình tỉa nhánh bớt đi. Nên hồi năm rồi á, cái bụi này á, nó trái nó ít. Cái bụi kia trái nó nhiều, với lần trước nó nhiều thì năm nay á, thì tới phiên mình tỉa bớt cái bụi đằng đó. Rồi cái mình để tại năm nay cái bụi này là trái nó sẽ ra nhiều thì mình ăn cái đế kia xong rồi mình sẽ tỉa bớt cái kia. Và phía sau đây là cái ổi đây. Như đây là cái ổi, ổi nhiều lắm. Nhưng mà cũng không có ai ăn, nó rụng xuống tùm lum hết. Còn ở đây là bưởi đây. Đó, như các bạn thấy bưởi nhiều lắm nha. Đó. Rất là nhiều luôn. Bà đi mua bưởi mấy năm trước á, về ăn. Về ăn xong rồi có bà thấy cây bưởi nó ngon nên bà trồng, bà lấy cái hộp bà đem ra bà gãi xuống ở đây. Trái nhiều lắm. Mấy cái vàng vàng là trái đó, bưởi này là trái màu vàng ha. Đó. Nhiều lắm. Thì bà bỏ hộp xuống đây. Bỏ hộp xuống đây lâu lên đâu cả chục cây đó, nhưng mà nó dày quá nên nhổ bỏ bớt chỉ chừa 2 cây thôi. Thì 2 cây này thì bây giờ tại chỗ này nó cũng không có nói nào ngay, nó không không có ánh nắng nên hình thử ra cái cây nó gán vượt qua cái hàng rào với là cái mái nhà để đặng mà nó lấy ánh nắng nên cái cây này, cái bưởi này cũng hơi khá cao. Chứ nếu mà mình trồng ở ngoài thoáng thì mình tỉa cho nó thấp bớt nhìn nó sẽ đẹp hơn. Như các bạn thấy những cái trái vàng vàng ở trên đó là mấy cái màu vàng vàng đó là trái đó. Thì 2 cây bưởi này là trái đâu cơ cũng bữa hổm mình đếm là 80 mấy trái á, mà hôm nay cũng ăn hết mấy chục trái rồi. Nói tiếng ăn chứ thật ra chờ khi nào mà ở nhà cũng không có ai ăn, khi nào mà nó rụng rồi bà lượm vô rồi bắt đầu cái ngồi đó chơi cái chấm muối ớt. Trước đó nữa thì rụng đầy ở dưới sân dưới đất này hết, không có ăn. Rồi sao thấy tiếc uổng quá nên đem cắt vô đem chấm muối ớt. Trái nhiều lắm. Phía ở trên đó, như các bạn thấy nhiều lắm. Còn đây cũng là cây ổi. Ổi ở nhà phải nói là rất là nhiều luôn nha. Mình phải nhổ bỏ hoài tại vì nó lên lớn nữa, cái mình chặt đi mình thấy tiếc, nó còn nhỏ nhỏ cái mình bỏ nó đi, tại vì chim nó ăn từ đâu nó tha tới mình cũng không biết, hay là nó ăn từ những cái cây ổi của mình xong rồi bắt đầu nó đem nó thả hột dài đi, nên xung quanh nhà ổi nhiều lắm, mình phải nhổ bỏ bớt đi. Cái cây này là cây nhãn nha, mấy năm trước trái nhiều lắm và nó mọc cũng khá cao. Rồi chim nó tới nó phá dữ lắm, mình phải bỏ lưới mình chùm lại xong rồi có những con chim á, nó tới nó ăn xong rồi không biết bằng cách nào nó chung lọt vô trong, rồi nó la nó hét cả đêm, mình phải ra mình bắt nó ra rồi mình thả nó. Nên năm nay mình chưa biết là mình có nên chùm lại hay không, tại vì nó bị mắc kẹt bên trong á, nó la ổm tỏi à, nó la sáng đêm luôn á. Cái đây cũng là cái cây nhãn. Hồi xưa ở đây cũng có một vàng thanh long mà nhưng vàng thanh long mình chặt đi, tại vì nhà thanh long nói nào ngay hơi khá nhiều nên mình chặt cho nó thoáng cây nhãn này. Đó, chứ cây nhãn này coi như từ ngày chặt cây thanh long đi thì mới có 1 năm thôi mà nó cao vậy đó, chứ hồi xưa là nó thấp xuống cỡ ngang đây thôi, mà bây giờ bắt đầu nó có ánh nắng rồi bắt đầu nó lên cao vậy đó. Mình thì mình không muốn nó lên cao, mình muốn cho thấp thôi, mà nhưng mà tại vì chỗ này á nó bị khuất ánh nắng đi nên hình thử cái cây nó gán trường lên cho cao, bây giờ mình có cắt thấp đi nữa thì nó cũng vậy à, thì nó cũng gán vươn lên. Bây giờ mình đi qua bên vườn chuối nha. Còn đây là cây chanh thái đây. Chanh thái thường thường ở đây người ta không có ăn trái, mà mình lấy cái lá nó để rằng mình nấu canh chua thái á, nấu tôm dâm á. Má mình thì coi như tiết kiệm đất, bất cứ chỗ nào hãy mà có chỗ trống là bà trồng hết. Bà trồng sả, trồng cần, trồng mà cái gì, diếp cá, hãy chỗ nào có chỗ trống là bà trồng hết.
Cây này là cây cái gì tự nhiên nói cái quên rồi. Còn đây là cái vườn chuối ở sau nhà đây đó. Nên thành thử ra ở đây mà nó có lockdown đó thì bây giờ mình mới hiểu được cái tâm trạng mà của những người mà giống như ở nhà, mà như ở Việt Nam người ta cứ là nhà ống nhà họp, mà ở trong nhà tối ngày thì mình không biết chứ như thế nào. Còn ở đây nói nào ngay đi nữa thì cũng đỡ hơn, là có cái sân trước sân sau, giống như một mảnh đất để đang mà đi ra, để đang mà giải stress, làm vườn. Còn đây là cái vàng su đây. Hồi xưa thì là để rau lan nó mọc đầy ở đây hết, chỗ nào cũng rau lan hết. Cái mình rồi má mình cho dây su với lại rau lan mọc ở dưới, mình thấy vậy nên thôi mình làm cái vàng lên cho dây su nó nằm ở trên rồi cho rau lan nằm ở dưới. Nhưng mà tới khi mà dây su nó lại tốt quá thì nó che hết ánh nắng nên hình thử rau lan cũng không lên. Mùa hè cũng vậy, nó lên mà đều không có tốt giống như hồi xưa là chỗ này nguyên cái vàng lan nhiều lắm. Má mình ương hột bơ, trồng mấy cây bơ ở phía dưới nè. Ở đây một cây, bên đây ba cũng cây gì nữa, cây bơ, cây gì bà cũng trồng hết. Còn cái bụi chuối này như các bạn biết ha, thấy nó như vậy cứ quên vài bữa, cỡ vài tháng là bắt đầu cái có chuối ăn, vài tháng là có chuối ăn. Hiện giờ bữa hổm mới vừa chặt hai quả chuối rồi, ở đây còn 1, 2, 3 hoài nữa đó. Thì cứ hãy mà ăn hết cái này cái tơ cái kia nó lên cứ như vậy đó. Nên thành thử ra ở đây má mình bận rộn lắm, ra nhổ cỏ, làm cỏ, trồng cây tối ngày. Nên ai nói bị lockdown ở nhà chán chứ bà thì không chán, bà là chuyện làm hoài không hết. Hãy bất cứ chỗ nào có chỗ trống là má mình trồng hết. Rồi đặc biệt là nhà này ớt nha, ớt là nhiều lắm, bao la luôn á, chỗ nào mình đi bất cứ chỗ nào cũng thấy ớt hết trơn á. Hông trước nhà, hông trái, hông phải, phía sau nhà chỗ nào cũng có ớt hết. Đó là một cái cách mà bà để giảm stress á. Mình thì mình chỉ phụ là muốn nhổ cỏ chỗ nào mình nhổ, hay là bón phân chỗ nào mình bón thôi. Còn trồng là quyết định của bà trồng ở đâu là bà trồng. Đây là nguyên một vàng bông hồng gai của má mình đây. Mình mới làm đất lại hôm tuần rồi đó. Cây cỏ chỗ nào cũng có hết, bông hoa chỗ nào cũng có hết. Đó là cái để cho bà giảm stress á. Tại vì phần nhiều là bà cũng ít đi ra đường, chỉ ở nhà trồng cây thôi. Đặc biệt cái cây xoài ở trước cửa nhà này nha, hồi năm rồi tới mười mấy trái, mà trái bự đó, mình nhớ là mười mấy trái đó. Như mình mới vừa nói với các bạn là nhà chỗ nào cũng có ớt hết trơn á. Đây hiện giờ ở đây là mùa đông lạnh nhất ở trong năm mà ớt cũng vẫn còn nè đó, như các bạn thấy đó, ớt nhiều lắm, chỗ nào cũng có ớt và chỗ nào cũng có xả. Đặc biệt là nhà này chỗ nào cũng có xả hết trơn á, phía trước, phía sau, ở trong vườn bông hay là bất cứ chỗ nào, ở chỗ nào có chỗ trống là bà trồng xuống. Gió quá, gió. Ủa bông mai phải lặt lá nó mới lên hả má? Không, nó cũng lên, nếu lặt lá cho nó thấy bông không đẹp. Vậy hả? Ừ. Chứ có lá nó vẫn ra bông bình thường? Vẫn ra bông bình thường. Nhìn bẻ lá nè, nhỏ thấy coi nhánh cành nó bông không nè, thấy không? Nó đẹp hơn. Nhánh ngoài đó còn lá đó nó cũng ra bông vậy. Năm nay ra bông tốt quá, đẹp quá. Những nhánh này quá trời bông. Ừ.
Không thấy cây kia bẻ nay giờ mày quay giữ cây này nó mới đẹp nè nè. Cây này mày chụp hình mới đẹp nè, quay phim mới đẹp nè. Quá trời không? Bông không á. Thấy không? Nhìn thấy bông coi nè, nó nở nè. Ôi ôi quá trời đẹp ta ơi. Đó, ở chị. Làm vậy mà khoái mà trồng hoài vậy chứ có gì đâu. Nó đẹp quá trời đẹp. Bông mà dòm coi cây quá trời. Cái này dài tuần nữa là đẹp lắm ha. Ồ, ít bữa nữa anh chỗ. Mày coi của người ta vậy mà cũng liền khẩm cưa tao hết 4-5 nhánh nè. Bởi vậy tao nói thiệt. Mày là tao ra tao la chứ không la nó còn tỉa nữa đó. Kệ nó tỉa gì á cho cây mai nó lùng lùng nhìn giống như không phải chứ. Tỉa trên ngọn không nói gì, mày coi nhánh tao ra vậy nè, em tỉa 5-6 nhánh này thấy không? Người ta cũng ta để cho bùm sùm cho nó có bông cho nó đẹp. Ừ, không cắt người ta à. Nó cắt nhánh này nữa nè, mà ra kịp la đó trông thôi nó cắt luôn á, trượt thôi kìa không. Ở vậy nhà nó cái này coi ra lá có mới có mấy bông, không có bông nhiều bạn, cây đó có bông nhiều. Hoa Thủy Tiên. Trời, tên đẹp quá mà sao cây xấu quá vậy? Gai không à? Bởi vậy, bởi vì em thấy là người đẹp mà có gai đó sao? Thủy Tiên, mấy cái bông này nè. Ít bữa nữa đẹp lắm. Gà đẹp lắm ha. Ít bữa nữa thấy bông từ dưới gốc tới ngọn luôn. Sát dưới gốc luôn á. Đó, đó. Thấy chỗ nó hơi nứt nứt là... Cái này đúng là hoa anh đào Nhật nè. Hoa anh đào Nhật này hả? À, còn cây anh đào này với anh đào kia là đào của Úc rồi nè. Không, cái cây đỏ này là của Úc rồi. Ừ, cây đỏ của Úc. Ở dưới này là kêu là cây đào chứ không phải là hoa anh đào. Cây đào. À, cây đào. Không phải là hoa anh đào. Nó không phải hoa anh đào, kêu cây đào. Vậy còn cây màu bông đào kia. Còn cây này mới hoa anh đào nè. Dưới cây đằng đó đó mới qua anh đào. Mấy cây đó dài bữa nữa thì mới đẹp. À, dài bữa nữa mới trổ bông á. Trồng bông rồi coi chứ cũng thấy ngó thấy cũng đẹp đẽ lắm chứ. Điều nó cũng tùy theo mùa. Cái bông này nè, mai mốt nó có bông á, mày quay coi giống y như dưới vậy đó, nhưng mà cái lá nó không phải cái cây mà mới tỉa đó hả? À, cái cây mà chặt hết đó, cái bông nó giống y như bông bằng lăng vậy, nó dài vậy nè, nhiêu nguyên chùm. Thì ra lá đó. Một cái bông này nè, ít bữa nó cũng mau lớn rồi, ít bữa nó lên cái bông cũng đẹp lắm vậy đó. Xíu nữa nó ra, tao đang cầm cây nó bò lên đó. Cây nào đó? Đây nè. Ừ. Còn một tím nè, tím nè, ấy đậm vậy, ngó đẹp, thiệt là đẹp. Bữa nó nhổ mấy cái này hết để cho nó bò lên đó. Cầm cây cho nó bò. Trời ơi!
có ong nó hút mật. Một cái này ra anh chùm bông vậy cái nó bắt đầu ra cái đọt nó non nè. Cái đọt này mỗi ngày má đi ra thăm cái vườn bông của má là hết á, nửa ngày rồi. Thú vui chứ giờ ta hỏi mẹ xíu này mình nếu mà ngồi trong nhà hoài chịu gì nổi mà thấy hả cũng hay. Má nói sao? Sáng tới giờ ra vô đây cũng có 10 lần rồi đó. Ra vô cái chân này hả? Ra phơi nắng rồi vô, ra phơi nắng rồi vô, mà từ hồi sáng sớm tới bây giờ. Sáng bây giờ ra rồi. Chứ đâu phải như người ta ngồi trong nhà hoài đâu. Bông nó chụp hình đi quay phim cái cây xoài này nó mới đã nè. Ra quá. Rồi tao mang cái trái nhiều bằng nhiều hơn à. À nó rồi được bao nhiêu trái? Con trái một à. Không, cây lớn nè. Con trái hai trái gì đó cái gì? Không biết nữa. Mày ăn trái phải không? Bữa nào mày bắt cái thang á, mày cắt cái ba cái ngọn cái cây quýt đó người ta coi. Cái sâu nó ăn đó, cắt cho nó bỏ cho nó ra trái ra. Cho nó tức ra trái ra. Quá bự kìa. Trầm nào cũng để hết. Rồi cây này nè, có một trái bự của tẩu bà nái nè. Nhưng rồi mấy cây này có bông hết á. Mà có cây này có đậu trái nè, mấy cây kia không đậu. Cây đó cũng có bông, cây đằng kia cũng có bông. Cây này có bông mà cây này đậu. Nhưng mà hai cây kia không đậu. Hơi thiệt. Nhưng mà đâu có thiên nhiên bằng ở bên đây. Ok, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Nếu các bạn thích cái video này thì các bạn bấm like giùm mình một cái nha. Và nếu mà chưa subscribe thì subscribe cho mình một cái. Kế bên subscribe có cái chuông, bấm vào cái chuông cái nữa để ra và chọn là tất cả để mỗi khi mình có video mới ra thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn liền. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye.